em xin kính chào quý anh chị và các bạn quay trở lại kênh mua bán trao đổi những chiếc xe đã qua sử dụng. Thì ngày hôm nay Mạnh Chiều em lại có một cái sản phẩm cực kỳ hay mới về đến cửa hàng muốn giới thiệu quý anh chị và các bạn. Và một chiếc xe em muốn giới thiệu ngày hôm nay đó là chiếc Ford Everest phiên bản máy 2.0 single turbo, sản xuất năm 2019, xe đăng ký tên tư nhân, biển số tịch và lăn bánh được 4 vạn km. Chất xe của những chiếc xe máy dầu mà đi hơn 4 vạn thì cực kỳ là mới rồi. Thì ngày hôm nay thì em xin phép được chia sẻ về một vài những cái tính năng cũng như là ưu nhược điểm của một chiếc Everest và báo giá để cho quý anh chị và bạn cùng tham khảo với em nhé. Thì ngay sau đây, mời quý anh chị và bạn cùng em theo dõi và những cái chi tiết ở trên xe để đưa ra những cái đánh giá nhận định nhé. Em xin mời mọi người ạ. Vâng, và đây là chiếc Everest em muốn giới thiệu quý anh chị và bạn. Thì trong khoảng thời gian em làm clip thì em mời quý anh chị và bạn cùng để ý với em về cái phần chất lượng từ ngoại thất, nội thất cũng như là phần sơn si của xe, rồi phần máy móc để cảm nhận và đánh giá cùng em xem là chiếc xe này quý anh chị có đáng bỏ đồng tiền ra để mua nó không nhé. Thì Everest thì có rất nhiều những cái ưu điểm và cũng có nhược điểm, và trong cái những cái ưu nhược điểm đó thì chúng ta có thể chấp nhận được không? Thì ngay sau đây thì em sẽ giới thiệu qua một chút. Với về phần bản chất của Ford thì điều đầu tiên về cái ưu điểm ấy thì nó cực kỳ là an toàn quý anh chị nhé. Cực kỳ là an toàn. Trong cái phân khúc thì được đánh giá là những chiếc xe khá là an toàn cùng với những chiếc xe cùng phân khúc và cùng tầm tiền như vậy. Tiếp nữa là về kiểu dáng xe thì Everest nó mang một cái bề thế, bệ vệ, khỏe khoắn cũng như là cái phần thân vỏ khung gầm nó chắc chắn. Đấy, nó chắc chắn thế nên là cái việc cách âm chống ồn của nó cực kỳ là tốt. Thân vỏ nó dày mà, cách âm chống ồn cực kỳ là tốt. Cái thứ ba ấy, thì là Everest thì lại là chạy bằng dầu. Và chạy bằng dầu thì cực kỳ là tiết kiệm rồi đúng không quý anh chị bạn? Thì chúng ta sẽ không lo ở phần nhiên liệu nhá. Thì em để ý đây, trên thông số của nhà máy đưa ra thì chiếc Everest này chạy thì có khoảng 5 lít 5,59 ngoài đô thị. Trong đô thị là 8,6 lít và ngoài kết hợp là 6,7 lít. Và máy dầu với những cái nhiên liệu và những cái mức độ như thế thì là quá là tốt rồi đúng không quý anh chị? Quá là tiết kiệm luôn. Cái nữa là ở cái phần Everest thì trang bị nó, cái phần khoang ấy, nó cũng khá là rộng rãi và thoải mái. Đấy, rộng rãi, thoải mái. Thế nên là quý anh chị ngồi thì có thể là cảm giác như là nó sẽ rộng hơn một vài những chiếc xe như kiểu Santa Fe hay là CRV. Thì em đã cũng có cái sự trải nghiệm rồi, nhưng mà nói chung là trong cái tầm phần tầm phân khúc 7 chỗ mà nó ngoài con Corolla ra và là những con cái xe tầm tiền nó cao hơn ấy, thì em thấy là nó cũng xem nhau, nó cũng chỉ hơn nhau một chút thôi. Về phần đuôi xe này, phần đuôi xe thì cũng là đèn LED, rồi là có 4 cảm biến. Với dòng Ford thì chiếc nào em thấy là nó trang bị cực nhiều cảm biến luôn. Nếu mà đã là bạn đủ, bạn full thì nó cực nhiều cảm biến. Đấy, 4 bánh thì là đều là ABS, 4 bánh và là phanh đĩa. La răng to bạn. À, size la răng là 20. Đấy. Đây quý anh chị đấy cho em này. Cảm biến trước, cảm biến sau, đèn là đèn bi, có LED daylight định vị ban ngày. Đấy. Kiểu dáng thì bề thế như em đã nói rồi. Và cái nhược điểm của Ford Everest thì chúng ta đã biết là ngày xưa thì Ford thì cái lỗi là cái lỗi hộp số. Nhưng mà lỗi hộp số là power shift với select shift ấy. Đến thời điểm hiện tại thì cái đấy thì bên nhà máy nó cũng có bảo hành và nó đã khắc phục ở những chiếc xe đời cao hơn. Thì em đã đánh giá là cái này thì cũng khá là ok, khá ổn thôi. Không vấn đề cả. Nhưng mà còn thứ nữa là Ford ấy, nó còn liên quan đến những cái đặc tính nó là chạy dầu nữa cơ. Đấy, nó là có bị chạy dầu nữa. Đấy, có những nhiều cái turbo nó hay bị chạy dầu. Đó là những cái mà nhà máy thì người ta sẽ bảo hành cho quý anh chị và bạn thôi. Nhưng mà còn nhiều người mua thì nó sẽ bị lăn tăn một chút về vấn đề như thế. Trang bị option nó cũng khá là ok đúng không ạ? Có cốp điện. Khoang xe thì em sẽ đi vào nội thất và bên trong để cho quý anh chị và bạn cùng lắm nhé.
Phần nội thất nó còn cực kỳ là mới, ghế da nguyên bản theo xe, chất xe là hơn 4 vạn và đã được trang bị những cái thảm sàn 3D khá là ok. Đây, về các bạn không gian ngồi thì như em đã bảo là nó sẽ rất là rộng rãi, thì vì cái ghế này có thể là kéo lên kéo xuống được đấy, chỉnh cho người đằng sau cảm thấy nó hợp lý. Bên phía dưới thì có thể là chỉnh được cái cửa gió điều hòa để cho là phù hợp với những ai mà ngồi sau, tự điều chỉnh nó rất là thoải mái. Tiếp đến là phần bên khoang lái đấy, xe thì là đăng ký tên tư nhân một chủ, thì một chủ người ta đi chạy hơn 4 vạn, chất xe còn rất là mới. Ghế da chỉnh điện, chỉnh điện 8 hướng nhé, chất lượng da thì khá là ok. Phần nội thất là option, thì đây là bạn single, bạn turbo một dầu một cầu thì nó cũng tương đối là vừa phải, có cảnh báo, có giới hạn tốc độ này, vô lăng cần số, đàm thoại rảnh tay, giới hạn tốc độ trên vô lăng. Cần số thì có thêm là lẫy chuyển số ở trên cần số luôn nhé. Bên dưới này là có những cái như option như là cảm biến và cân bằng điện tử này. Màn hình có thể là kết nối được, màn hình cảm ứng kết nối Apple CarPlay, Auto Android, đó là những cái chi tiết khá là hay. Thì với những cái màn hình của Ford thì những cái đời cao này thì họ sẽ dùng những cái Sync 3 đấy, một cái ứng dụng để nó kết nối Apple CarPlay, khá là ok. Cốp điện tiện lợi, hai ghế chỉnh điện, rồi là những cái nút đấy, trang bị những cái nút khóa cửa ở kế bên sườn luôn cho cả hai bên. Rồi, em quay bên này khả năng hơi bị chói cho quý anh chị có thể không để ý được phần nội thất nhé. Và như em đã nói thì trong cái phân khúc tầm loanh quanh đâu đó khoảng hơn 1 tỷ một chút thì sẽ có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng mà em nghĩ là có những ai mà thích cái kiểu dáng, thích cái bệ vệ và thích máy dầu mà thích độ an toàn thì người ta sẽ chọn Ford. Bây giờ em sẽ đi vào phần máy để cho quý anh chị và bạn cùng tham khảo nhé. Đây là toàn bộ bộ máy của chiếc Ford Everest Single Turbo bạn một cầu. Thì đầu tiên nhìn vào khoang máy thì một cái sự đầy đặn nó đập vào mắt em luôn, đúng không ạ? Máy nó rất là đầy, nó tràn từ khung rằng, nó sẽ tràn đến tận ngoài gần mép, gần những cái mép cạn này. Đó là những cái sự an toàn. Đầu tiên là những cái đấy là những cái khung sắt xi, khung giá đỡ, nó sẽ ra đến những cái ngoài này thì là nó là sự an toàn. Cổ hút thì cực kỳ là cao, nên là những chiếc xe này thì có thể là đi vào những cái địa hình hiểm trở là nước lôi nó có thể là cao hơn một chút thì nó cũng không ngại, vì cổ hút nó làm thiết kế rất là cao. Tiếp đến ví dụ mà đi xem những chiếc xe cũ thì quý anh chị các bạn ngại nhất là vấn đề là một là đâm đụng, thì lúc đấy đâm đụng em đã nói rồi. Thì đây quý anh chị để ý em, tất cả những cái mép này, em sẽ nói về phần đâm đụng trước nhá. Tất cả mép cạn này, thì cái mép cạn này những cái chỗ dễ xước nhất mình không thể nào mình tránh được, nhưng mà phần đâm đụng thì quý anh chị có thể xem từ những cái khung rằng, xem là đây những cái chỗ này, còn ốc tai ốc tiếc này, xem nó vào chưa, nó tháo ra tháo vào chưa, thì lúc ấy mình sẽ đặt câu hỏi, còn nó nguyên bản thì thôi mình coi như đấy là một chiếc xe tốt. Và như thế, đây là phần đâm đụng nhá. Tiếp đến là phần những ví dụ phần ngập nước, thì quý chị đã thừa hiểu là khi một cái bộ máy ngập nước mà muốn tháo ra mà nó lại dây dợ là sâu sơn rích rắc như này thì xử lý một là rất là lâu, thứ hai là nó sẽ bung bét hết một bộ máy, thế nó không được nguyên bản nguyên sơn như những cái chiếc xe nguyên zin nhá. Đây quý anh chị này, tất cả những con ốc từ bên trong em sẽ quay một cách gọi là chi tiết nhất vào bên trong kia để cho quý anh chị cùng xem. Quý anh chị để ý được càng nhiều con ốc thì quý anh chị càng thấy ok đúng không? Đây em sẽ quay cực kỳ là chi tiết nhé. Rồi là những dấu sơn đấy, phần họng gió, rồi cổ hút, rồi tất cả con ốc mặt máy, chân máy nó là nguyên sơ nguyên bản, thì đương nhiên là chúng ta sẽ khẳng định được là chiếc xe này tốt. Kỹ năng xem xe thì nó cũng rất là đơn giản thôi, chỉ cần có một cái sự trải nghiệm nhất định một vài lần thì chúng ta có thể là hiểu được bản chất của việc xem xe cũ, nó cũng khá là đơn giản thôi ạ. Đây, phần ốc cabo này đấy, thật ra là mỗi người một nghề và xem xe nó cũng là một cái gọi là nó cũng là cái
yếu tố gọi là có những người người ta có tố chất, người ta nhìn người ta để ý thấy hơn. Còn những mình thì như em chẳng hạn thì em chỉ học lâu thôi, học lâu thì mình cũng sẽ có những cái kinh nghiệm rút ra là xem gì đấy, tất cả những cái dập khuôn, những cái lỗ dập khuôn nhà máy nó là nguyên zin nguyên bản, rất là đẹp. Và những cái sản phẩm bên em bán ra thì luôn cam kết cho quý anh chị và bạn là xe đầu tiên là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc hộp số zin. Và những chiếc xe như này, những chiếc xe đời cao nhà em thì luôn cam kết cho quý anh chị là về bản chất là km zin luôn đó. Hầu như các salon sẽ không cam kết những về những phần như thế, nhưng bên em thì xe có như nào thì bán như vậy thôi, cũng không ngại, tại vì là cái bản chất xe nó vậy thì mình bán như vậy, và tiền nào của đấy, làm sao mà quý anh chị bỏ tiền ra sẽ xứng đáng với một chiếc xe. Và với chiếc Ford Everest phiên bản máy dầu một cầu bản single turbo sản xuất năm 2019, em bán với giá là 1 tỷ 070 triệu đồng. Vâng, em xin nhắc lại là 1 tỷ 070 triệu đồng. Và cái giá này em sẽ hỗ trợ cực kỳ là tốt, em nói là cực kỳ là tốt khi quý anh chị xem xe tại cửa hàng nhé. Mạnh Chiều em có sẽ có những cái chính sách về giá cũng như là việc hỗ trợ sang tên đổi chủ hoặc là vấn đề làm ngân hàng, làm banh, hỗ trợ lên đến 70% giá trị xe. Đấy. Mọi điều thắc mắc, một là anh chị có thể là liên hệ với em ngay số điện thoại ở trên màn hình ấy, hoặc là đến với địa chỉ là Sàn Ô tô Mỹ Đình, địa chỉ 86 Trương Công Giai, Dịch Vọng Cầu Giấy, Hà Nội để xem xe thực tế nhá. Và bây giờ em xin kết thúc video tại đây và em xin hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi đến giây phút này. Em xin chào mọi người ạ.